Hello, xin chào thầy, nó quay trở lại video của Hoàng nha. Hôm nay thì Hoàng lại lên cho anh em khi giới thiệu với anh em mấy cái mẫu máy cửa xích giá bình thường bình dân cho anh em, để cho anh em mình sử dụng cho gia đình. Thì giờ nhu cầu anh em sử dụng cắt giờ nó cũng không còn nhiều cây nữa đó, thì anh em rất là nhiều anh em inbox hỏi Hoàng những cái mẫu cưa mà giá nó máy cưa bình thường đó, thì giá nó vừa vừa tiền để cho các bác có thể sử dụng trong gia đình. Thì hôm nay giới thiệu anh em những cái mẫu này. Thì đây là một mẫu Sittin MS250 mới đập hộp. Đó, mẫu này cũng rất là nổi tiếng rồi và rất là xịn sò luôn anh em nhé. Mẫu này thì hiện tại giá của nó đang là 6 triệu anh em. 6 triệu một cây đập hộp mới đầy đủ đồ cho anh em nhé. Cả 5 xích đầy đủ. Đó, và một cây Husqvarna 353. Đó, Husqvarna 353 thì giá hiện tại của nó cũng là giá 8 triệu anh em. Đó, giá 8 triệu. Đầy đủ đồ nhá. Hai con này thì con này nòng 45 ly, con này thì nòng 42 ly rưỡi. Đó. Trong cái phân khúc mà nòng cỡ 45 ly đổ lại thì có hai cái mẫu này thì rất là thông dụng và nó rất là nổi tiếng em nhá. Đó, nó chỉ có mấy cái hai mẫu này thì không chê được điểm nào đâu nhá. Đó, con này thì giá 6 triệu, con kia giá 8 triệu. Hai con đấy thì nó là hàng thông dụng rồi nhá. Có anh nào có nhu cầu sử dụng hai cái mẫu này thì anh em cứ liên hệ qua số điện thoại giúp Hoàng nhá. Đó. 250 Sittin 250 giá 6 triệu đầy đủ 5 xích và con 353 giá 8 triệu đầy đủ 5 xích nhá. Đó, thì hai cái mẫu này thì nó là hàng cao cấp rồi anh em, không chê điểm nào rồi. Chê mỗi cái là giá tiền nó đắt, thì nhiều anh em mình sử dụng ít cắt không có nhiều thì bỏ ra số tiền nó quá lớn để mình sử dụng hai cái mẫu này thì nó hơi chát nha các bác nhá. Đó, thì với cả em này, con này thì nó là giá của nó thì rất là mềm anh em này. Đó, 1.800.000. Đó, anh em sử dụng trong gia đình thì cũng rất là ok, nòng 45 ly. Rất là khỏe rồi. Nòng 45 ly có giật trợ lực và lam dài 55 phân nhá. Lam dài 55 phân, tha hồ cho các bác sử dụng. Lam dài bằng một con Husqvarna 353 và giá tiền nó thì có 1.800.000 thôi. Đó, mà nổ rất là ngon nha các bác nhá. Đó, kèm cho các bác đầy đủ phụ kiện. Rũa tip mở buji và tôi vẫn chỉnh đầy đủ hết nhá. Làm xích ốp làm vỏ làm đầy đủ luôn. Đó, nó có lục giác này. Lục giác tôi viết chỉnh này. Tiếp bảo của gì. Đó, đầy đủ nó nhá. Cũng nguyên bộ luôn. Cũng máy mới luôn nha anh em. Con này máy mới đập hộp luôn nhá. Máy mới đập hộp luôn. Giá thì 1.800.000 thôi nha. Quá rẻ, ngon bổ rẻ cho anh em. Đó, còn con này thì giá 6 triệu rất là đắt đỏ anh em nhé. Nói chung là anh em nào mà mình nhiều tiền cắt nhiều thì mới nên mua cái dòng này thôi. Đó, thích thương hiệu nữa thì anh em mua dòng này. Còn bác nào mà sử dụng ít cần mua những con máy nó khỏe khỏe một chút mà anh em cắt trong gia đình này nọ thôi, mình mua cái dòng giá rẻ rẻ thì anh em sẽ tham khảo cái mẫu này nhé. Giá 1.800.000 bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đó, con này hãng là Yamano nhé, CS5002, con này thì hàng của Tàu thôi nhé. Đó. Nhưng mà cái mẫu này thì em bán cũng khá nhiều, chất lượng cũng rất là ok, nổ ngon khỏe, dễ nổ cho anh em. Đó. Thì nó rẻ thì nó sẽ không thể so sánh được với lại hai cái con này được nha anh em nhé, chứ nó không có bằng hai này được nha. Đó, nó để mà tính ra thì nó độ bền nó cũng không bằng này, tiết kiệm xăng cũng không bằng này, thương hiệu nó thì cũng không bằng. Đó, thì tất cả mọi thứ đều không bằng. Đó, chỉ được cái là cái giá nó rẻ thôi anh em. Giá 1.800.000 thì anh em kiếm được cái mẫu mà nó xài ok được thì rất là khó. Con này thì nổ ngon mạnh, dễ nổ. Đó, độ xăng uống thì cũng hao hơn cái dòng này một chút thôi anh em nhé, chứ không hao hơn nhiều nha. Bởi vì cái dòng này nó sử dụng bộ chế cũng chế rất là ok rồi. Đây, lam xịn mới. Đó, lam thì lam đầu bánh xe nha anh em nhé. Đó, lam đầu bánh xe. Rồi xin phép test nổ cho anh em nghe thử máy luôn nhé. Bên em có đầy đủ mẫu luôn. Em ship code tận nhà cho anh em luôn, anh em nào lấy thì cứ bắn địa chỉ qua là bên em ship luôn nhá.
Đó, bao ship luôn, nhận hàng em kiểm tra hàng, test nổ ok mới thanh toán tiền, nên là anh em yên tâm luôn nhá. Rồi, xin kết thúc video rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video của Hoàng nha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.